Chiều nay ngày 30 tháng 8, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel Long An tổ chức lễ trao giải thưởng chương trình tại app TV 360 Trúng vàng liền tay cho khách hàng may mắn trúng thưởng. Đây là đợt 2 Viettel Long An triển khai chương trình quay số trúng thưởng tại app TV 360 Trúng vàng liền tay. Qua một tháng triển khai, đã có hơn 8.000 khách hàng tham gia cài đặt ứng dụng. Dịp này, có 6 khách hàng may mắn trúng thưởng với một giải nhất là một chỉ vàng PNG 4 số 9 và 5 giải nhì, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, và tổ chức trao trực tiếp cho khách hàng tại các cửa hàng Viettel huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thạnh Hóa, nơi gần chỗ khách hàng. Rất là vui và cũng mong là công ty sẽ tổ chức thêm nhiều cái chương trình khác nữa để cho có thêm nhiều khách hàng có nhiều cơ hội và may mắn giống như nhau nhà hôm nay. Dạ. Chương trình tại app TV 360 Trúng vàng liền tay sẽ tiếp tục diễn ra đợt 3 từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9 năm 2022. Thời gian quay số dự kiến đợt 3 vào ngày 15 tháng 9 2022.